cha các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Quay 125 full desk là mở mắt người xem với một cái đầu chim hoàng kim. Chúng ta đang cùng nhìn ngắm một cái phiên bản quay 120p độ vừa được người chủ tân trang là cái gì mà bên ngoài vô cùng lâu cú và đầy cứng cáp, với cái tông màu tàu đen điểm xiết bằng vài món đồ chơi màu vàng tạo cái điểm nhấn. Cái phần đầu nhìn gọn gàng hơn, giá trị hơn với phần tài thắng của Rainbow A64 được tích hợp nhiều tính năng như chống gãy, tinh chỉnh biên độ tài thắng vân. Bộ cụm này thì phải hy sinh cái bình dầu rời. Tuy nhiên người chủ dọn phong cách gọn gàng nên bình dầu đã được giấu rất kỹ. Cái ốp đầu được ốp cạnh bờ đầy tinh tế. Đây là một vị trí được nhiều anh em chơi future đời mập đến những cái dòng đời led rất là ưa thích cái ốp đặc bộ này. Nhẹ nhàng cái bản độ là ổ khóa thông minh rất tiện lợi, không dùng chìa khóa để cho chúng ta có cảm giác được cấm chậm tốt nhất. Cái ốp nhựa nhám ở hai bên là cái dùng ốp của carbon luôn để tạo ra cái sự xịn sò. Có bộ titan vừa đẹp lại còn tự tạo màu rất đẹp, với cái thế của bộ thế này thì theo ý muốn từ người chủ. Trang trưng với những món đồ chơi quả tốn kém, ước tính giá trị hơn 15 củ, bao gồm hai dầu heo kết nối cùng con heo dầu lạc Rainbow Blitz 2 bit đã xứng đi cùng đĩa thắng Rainbow Motoba 220 cực đẹp, giữ nguyên luôn cái phần bánh cầm cái sợi đặc trưng của cái dòng xe số của nhà Honda. Chỉ như cái phần miệng được hai mới hiệu của Excel. Và tiếp đến cái chúng ta thấy em ấy show ra những thay đổi như cái đổ thắng, càng thắng đồ chơi, cái đổ diễn mới đựng vân. Cái phục được nâng cấp là phục Hollin bình dầu liền hàng hiệu, mức giá cực cao. Đây là món đồ chơi ấu ức của rất nhiều anh chia sẻ, bởi khi gắn lên nó sẽ tạo ra cái sự đẳng cấp khác biệt. Một hiệu đến từ Thụy Điển đang mang cho mình một cái gam màu vàng đặc trưng khá nổi bật khi trang bị lên các dòng xe của Hồng. Vision nâng cấp, một bản độ mà chúng ta không bỏ qua. Cái chiếc Vision tuy là một trong những dòng tay ga phổ biến nhưng nó lại ít được quan tâm bởi cộng đồng thích độ chế khi so với các mẫu xe khác. Và cái chiếc Vision hôm nay, một cái chiếc xe bạn không thể bỏ qua được bởi cái sự độc đáo được cấu hình từ vài món đồ chơi hàng hiệu. Lọ bỏ cho mình cái cụm thắng sim, nâng cấp cái cụm thắng Rainbow Asset Costa, hiệu năng bóp thắng im điện cực nhiều. Dầu cũng được chiếu bằng cái chiếc ống xăng nhỏ được che kín bằng những ốp titan. Giá trị cái cụm thắng này dao động ở khoảng từ 6 đến 7 củ. Chiếm về ở phần tay lái là một cái chiếc đồng hồ điện tử lấy ý tưởng từ Ducati, hiển thị là cái dạng là full LCD cực kỳ mắt mắt. Bên cạnh nó còn có một đồng hồ Kosubi 3 cung cấp thêm chức năng bảo vệ nhiệt độ môi trường. Cái khoản tiền ấp hai cái chiếc đồng hồ này cho động từ 1 đến 2 triệu. Người chủ đã dựng cho mình cái cụm con Race Boy dùng để điều tiết thám đường phía sau. Cái đường bo của cụm con này tạo cái cảm giác dễ chịu mỗi lần chúng ta sử dụng. Nó có mức giá dưới 1 triệu. Cái mầm trên chiếc xe chính là cái dòng mầm của X-Wider 6 cây dành cho những chiếc VIP Pro sử dụng nên gắn không cần phải làm lại cái mặt đạn hay ống chỉ. Giá khoảng hơn 2 triệu, hiệu năng được thắng được tăng cường đáng kể bởi cái thắng của Kinrass đi cùng với heo thắng là Fando. Hai món đồ chơi này ngốn từ 3 đến 4 triệu và lắp hoàn chỉnh lên con xe. Vẫn giữ nguyên cái thắng đựng bản, nhưng giờ đây cái dàn chân sau đã có chút điểm nhấn cực kỳ mắt mắt. Đó chính là càng thắng của xe già. Càng thắng sáng bóng vô tình nó bật trên cái tông màu nền đen của cặp mầm. Ốp lọc gió Summit X gọn gàng góp phần khoe hết được cây phục hoa điện tử cáp. Các cây phục này ở mức trên dưới 9 triệu. Đó lại nó mang tính hiệu năng nhúng là cực kỳ êm ái, không có gì bàn cãi. Gắn thì cần phải hy sinh một ít dàn áo để quá trình nhúng nhảy không bị cả cấn. Em ấy khoác cho mình một cái gam màu đen bóng trong chiếc xe cực kỳ bí ẩn đến lạ thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nhớ like và subscribe.